trạm y tế xã. Trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe F0 mỗi ngày, cập nhật diễn biến vào phần mềm quản lý. Tùy theo diễn tiến của bệnh, có thể cấp phát thuốc bổ sung theo điều trị của phác đồ. Bộ Y tế đã thành lập đoàn để kiểm tra, giám sát công tác điều trị hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh có số tử vong cao do COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế cũng quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2. Omicron, biến thể nguy hiểm hơn Delta đã lan sang châu Âu. Nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu hành động nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể COVID-19 mới nhất này. Pfizer, BioNTech và Moderna xem xét thiết kế vaccine trúng đích Omicron hơn. Thưa quý vị, với phương châm an toàn là trên hết, các doanh nghiệp ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực đổi mới, sáng tạo để tăng năng suất, tăng tốc xuất khẩu cuối năm. Ngoài việc chủ động kiểm soát dịch bệnh trong nhà máy, doanh nghiệp cũng đã đầu tư trang thiết bị để đạt mục tiêu hiệu suất bền vững. Cơ cấu lại sản xuất, kể cả nguồn nguyên liệu, là giải pháp phát triển không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh mà còn cả về lâu về dài. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nhân công hay lo ngại thiếu hụt nhân lực khi rủi ro dịch bệnh xảy ra, thì doanh nghiệp này đã tăng cường máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất, cơ cấu lại sản xuất, tự động hóa quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại, giúp cho doanh nghiệp tăng năng suất và hiệu quả, đảm bảo tiến độ giao hàng dịp cuối năm. Chúng tôi bắt buộc phải thay đổi cái đó để chúng tôi làm cái này, một phần là vì khách hàng, một phần là chúng tôi phải biết rằng đã sống chung với dịch, thì cái tính ổn định của người lao động mà mình dùng hoàn toàn cái cơ số lao động đông thì rất là rủi ro. Cắt giảm tối đa các khâu dôi dư, tối ưu hóa tất cả các hoạt động, kể cả điều hành, quản lý, nhiều doanh nghiệp cũng đã cắt giảm được khoảng 10-15% nhân lực. Tuy nhiên, giải quyết được bài toán này thì doanh nghiệp lại phải đối mặt với thách thức thiếu nguyên liệu. Chúng ta thiếu một cái nhà cung ứng là gọi là chất lượng và có thể đáp ứng được cái nhu cầu cho những nhà sản xuất đây. Từ đó tất cả cái nguồn cung ứng phải nhập từ nước ngoài hết, khó khăn doanh nghiệp phải nhập khẩu. Mặc dù chuỗi cung ứng toàn cầu đã từng bước được nối lại nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc hỗ trợ tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế là rất quan trọng trong quá trình tái cơ cấu lại sản xuất của doanh nghiệp. Việc giá cước từ nước ngoài tăng rất là cao, cái thời gian vận tải nó không có kiểm soát được. Thay vì mua hàng nước ngoài, mà nếu mà họ tìm được những nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam thì là một cái điều tuyệt vời nhất. Vừa tạo cái cơ hội cho các nhà cung công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có được cơ hội để phát triển, mà cũng giúp cho chính những công ty mua hàng tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng của mình. Sở Công Thương cũng đã triển khai các cái chương trình của thành phố, đó là chương trình kích cầu để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp tham gia trong cái giai đoạn sắp tới để các cái doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị. Không thể phủ nhận cơ hội từ thị trường cuối năm nhưng cũng đầy thách thức cho doanh nghiệp sau một thời gian dài dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng. Các giải pháp cơ cấu lại sản xuất, kể cả nguồn nguyên liệu, sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp chủ động thích ứng với hiện tại và phát triển bền vững trong tương lai. Thưa quý vị, Khánh Hòa vừa thực hiện đón chuyến bay có hơn 40 Việt kiều có quốc tịch Mỹ, Canada đầu tiên có hộ chiếu vaccine tới tỉnh. Những du khách này sẽ được du lịch trọn gói khép kín với nhiều yêu cầu để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và sau những du khách này thì Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón hàng ngàn vị khách quốc tế khác. Ngành du lịch của tỉnh kỳ vọng sẽ lấy đà và sớm phục hồi trở lại. Sau khi đến nhà ga sân bay, du khách di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay. Quy trình kiểm soát kiểm dịch tại sân bay được các cơ quan ban ngành Khánh Hòa tạo điều kiện hết sức nhanh chóng thuận lợi để du khách đến Khánh Hòa du lịch với nhiều trải nghiệm thú vị. Chuyến bay này thật sự là có rất là nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất là mình về thăm gia đình. Thứ hai là gia đình mình cũng có một cái số chuyện buồn và mình cũng muốn về chia buồn với gia đình. Thứ ba nữa là mình muốn qua cái dịp này thì thăm gia đình nhiều hơn, cũng có cơ hội du lịch nhiều hơn trong Việt Nam. Việc mà bố trí phân luồng á, thì phối hợp cùng với lại kiểm dịch y tế quốc tế và CDC của Khánh Hòa, rồi công an cửa khẩu thì cũng tạo các cái luồng riêng cho tất cả các cái du khách gọi là có hộ chiếu vaccine, tạo điều kiện rất là thuận lợi. Hiện nay, các hãng hàng không lớn và nhiều đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế đang có kế hoạch đưa hàng chục đoàn khách đến Khánh Hòa. Các đơn vị này dự kiến đăng ký 48 chuyến bay đưa khoảng 9.350 du khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ đến Khánh Hòa từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2021. Tạm thời là khá ổn.
Và trong dự kiến của Viettravel trong cái giai đoạn sắp đến hết quý 1 sẽ dự kiến bay thêm triển khai từ 18 chuyến bay trở lên để đưa khách hộ chiếu vaccine trong thời gian 2022. Khánh Hòa có 36 cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện để được phép đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine. Trong đó có 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và một số khu vực điểm du lịch khác, một cơ sở mua sắm, 4 đơn vị lữ hành vận chuyển. Các công ty lữ hành xây dựng cái tour trọn gói, có nghĩa là khách được nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng mà được sở du lịch và các sở đã thẩm định và được thực hiện cái chương trình đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine, và kèm theo các chương trình tham quan các khu điểm và các dịch vụ khác thì cũng được đảm bảo theo một chương trình trọn gói, và công ty lữ hành sẽ chịu trách nhiệm về chương trình tour của mình. Tỉnh Khánh Hòa là một trong số ít địa phương đã được chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế. Trong 3 tháng cuối năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu sẽ đón 163.000 lượt du khách đến với địa phương, doanh thu du lịch đạt 476 tỷ đồng. Như thường lệ, nhật ký COVID-19 xin được khép lại với phần hỏi đáp về COVID-19 và hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị hiểu đúng và có được những thông tin chuẩn xác về dịch bệnh. Bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện khi nào? Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, bệnh nhân COVID-19 được xuất viện khi đáp ứng đủ những tiêu chuẩn dành cho các mức độ bệnh khác nhau. Ví dụ, những trường hợp có triệu chứng lâm sàng được ra viện khi đủ các điều kiện như được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 14 ngày, các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và ngày ra viện. Cần cho trẻ ăn và uống gì trước và sau khi tiêm vaccine để đảm bảo sức khỏe? Trẻ nên ăn nhẹ và uống nước lọc trước khi đi tiêm. Tuyệt đối không được để bụng đói vì có thể gây hoa mắt, chóng mặt, nhất là những trẻ sợ tiêm. Song cũng không nên cho trẻ ăn quá no vì có thể dẫn tới cảm giác khó chịu, khó thở. Các loại thực phẩm cần tránh bao gồm các thực phẩm trẻ bị dị ứng trước đó như đồ ăn, thức uống có chứa caffeine như trà, cà phê, sô-cô-la và nước tăng lực.